Hello cả nhà có khỏe không? Xin chào cả nhà, mời cả nhà cùng quay lại với chương trình nấu ăn của nhà tôi Vlog nha. Hôm nay gia đình mình sẽ lại giới thiệu một món ăn mới, món ăn chơi cho ngày cuối tuần nha các bạn. Xin mời các bạn cùng theo dõi ha. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà món ăn chơi, đó là món bắp bò, gỏi bắp bò. Đây, ở đây mình có là nửa ký bắp bò nha các bạn, một củ hành hương cỡ bự ha, với lại ba tép tỏi nè. Ở đây mình có rau răm, rau thơm với lại rau ngò gai ha các bạn ha. Đây cây ngò gai. Với ở đây mình sẽ có là nửa trái táo xăm, rồi một trái khế, và chắc có thể mình sẽ dùng 3/4 cái trái chuối chát này thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình cùng vào bếp nha. Thái hành ra để mình phi lên cho nó vàng thơm nha các bạn. Giờ bây giờ mình phi hành nha các bạn. Phi hành để tí nữa mình bỏ vô gỏi nha các bạn nha. Bây giờ mình rửa thịt bò bằng muối nha các bạn nha. Mình cho muối vô mình rửa để cho nó sạch tẻ trước khi mình pha chế nha các bạn. Đó, hành phi nha, mình đã phi xong rồi nha các bạn. Giờ mình đổ ra để bên ngoài chút xíu sau nó sẽ giòn nha các bạn nha. Rất là thơm, mình tự tay mình phi, ăn bữa nào mình phi bữa đó nha các bạn, đó, sẽ tốt hơn. Thịt bò mình rửa sạch sẽ rồi, giờ mình lau khô, giờ bắt đầu mình cắt ra, mình xái mỏng ra nha các bạn. Đây là thịt bò mình đã sắt ra, bây giờ mình sửa soạn ướp với lại gia vị nha các bạn. Nửa thì đường nha các bạn, nhà mình dùng đường màu brown đó, brown sugar đó các bạn, thì nó đỡ phần nào cái vị ngọt các bạn nha. Rồi một thì gia vị chicken broth powder, chút xíu tiêu, cái này là dầu hành phi hồi nãy đó các bạn, mình cho vô đây cho nó thơm nha các bạn nha, cho nó có chút xíu dầu để cho nó mềm mại cái miếng thịt bò ra, chứ không thì nó sẽ khô khe lắm. Và tí hành tỏi băm nha các bạn nha. Đó, rồi giờ mình trộn đều lên, mình ướp, mình để đó, rồi tí nữa mình xào nha các bạn nha. Đây là một quả khế, nửa quả táo xanh và một nửa của hành tây, mình chuẩn bị sắt bỏ vô trong để bỏ vô trong gỏi. Bây giờ đang bào chuối chát mỏng ra để tí bỏ vô gỏi này các bạn, rất là mỏng nha các bạn. Để mình ăn cho nó có cái vị chát chát, nó cho nó ngon nha các bạn nha. Sau khi mình bào cái chuối xong, giờ mình bỏ vô trong nước này các bạn. Trong cái nước này nó có muối với lại chanh ấy, để cho mình ngâm cho nó khỏi bị thâm đen đó các bạn. Đó. Đây mình bắt đầu bào quả khế nha các bạn nha. Giờ mình bào táo đấy nha các bạn nha. Để cả vỏ cho nó giòn. Đây sau khi mình bào xong xuôi hết rồi thì mình bỏ nó vô một cái thố như thế này nha các bạn. Trong cái thố này có chanh với này có muối nha các bạn nha. Mình ngâm nó nữa. Mình bào hành nha các bạn nha. Mình cũng bào như mấy cái món kia vậy đó. Hành tây mình bào xong mình bỏ qua ngâm với nước đá nha các bạn, cho nó giòn mà nó bay hết cái mùi hăng đi ha. Sau khi mình rửa sạch sẽ, mình để khô rồi thì bắt đầu mình sắt ra nha các bạn. Mà cái món gỏi này nó chịu với này cái rau ngò gai nha các bạn nha, cho nên có nhiều rau ngò gai ha. Đây cái công thức mình nấu làm nước mắm nha các bạn. Cứ một thìa đường thì một thìa nước mắm nha các bạn nha. Bây giờ nhà mình cho 3 thìa đường thì mình cho 3 thìa nước mắm. Rồi mình bắt đầu mình nêm vô trong gỏi, còn dư hay thiếu thì mình cho thêm ha các bạn ha. Nè mình bớt lại.
cũng vậy nha các bạn nha. Mình cũng cho khoảng 3 thìa chanh nha. Cứ một thìa này là một thìa kia nha các bạn nha. Đó, đây là chén nước mắm mình đã làm xong cho các bạn. Giờ mình cho vô sợi bạn để mà trộn vô gọi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sạch chuẩn bị xào bò nha các bạn. Mình bỏ miếng dầu hồi nãy mình phi hành đó các bạn, mình bỏ vô mình xào này các bạn. Giờ cho tỏi với lại hành vô nha. Tỏi, hành băm vô cho nó thơm thơm một tí nữa rồi cho mình vô mình xào nha các bạn. Rồi thịt bò mình xào xong cái là mình phải bỏ đổ ra đĩa liền, xong rồi nó chảy ra nước với này nó nằm trên cái chảo nó nóng nó sẽ dai thịt bò nha các bạn. Đó mình để nó qua một bên. Rồi xong cái mình đợi cho nó nguội rồi mình trộn vô gỏi nha các bạn nha. Đây là đĩa rau với lại chuối chét rồi hành, và sau khi mình rửa sạch sẽ mình bỏ vô cái đĩa như thế này. Giờ bắt đầu mình trộn nha các bạn nha. Đây là mình bỏ vô trong cái khoang như thế này mình trộn nè các bạn. Cho chuối chuối vô này. Chuối chét vào hết rồi ha. Đây cái nước mắm mà nãy mình làm rồi, bây giờ mình rồi mình bỏ vô mình trộn nha các bạn nha. Rồi cho khế với lại hành với lại táo xanh vô trộn như cho các bạn nha. Sau khi mình trộn xong đó các bạn thì mình đổ những cái nước nó có nước, nó có ra nước gì đó các bạn, thì mình đổ nó đi nha các bạn, để cho nó khô ráo cho nó ngon nha các bạn nha. Bây giờ mình bỏ thịt vô nè, thịt bò bắp vô nha, mình trộn lên nữa ha. Rồi bây giờ mình cho rau thơm vô mình trộn lên nữa là xong nha các bạn nha. Rồi tí mình rắc một ít đậu phộng với lại hành phi lên nữa là gọi là ăn thôi. Đó, giờ mình trộn xong rồi, giờ mình đổ ra nha các bạn nha. Nhìn hấp dẫn quá. Món gỏi mình đã làm xong, mình được hai đĩa nha các bạn nha. Giờ mình bỏ bánh phồng tôm vô. Bánh phồng tôm này mình không có chiên nha các bạn, mình dùng microwave mình hâm lên thôi là nó phồng lên như vậy đó, mình đỡ phải ăn dầu nha các bạn. Đó, nhìn món gỏi hấp dẫn không các bạn? Cho một tí hành phi vô nè. Đó. Rồi đắp đậu phộng lên nữa là xong nha các bạn nha. Đó, đĩa đâu? Đĩa gỏi đã xong nha các bạn. Giờ mình sẽ soạn ăn thôi. Rồi mời cả nhà nha. Món gỏi mình đã làm xong rồi các bạn. Bây giờ mình mời cả nhà cùng dùng bữa với gia đình mình nha. Hai vợ chồng mình hôm nay chỉ có ăn bấy nhiêu thôi. Đó là món gỏi bắp bò gọi nha các bạn nha. Mời các bạn đừng dùng bữa ha. Đây. Rau nè, rồi thịt nè. Và có cha tí xíu nước mắm nước này nè các bạn. Cho như thế này. Sau đó mình mới làm gỏi, nhưng mà thật ra mình chắc
vừa chín tới là mình lấy ra liền, ăn rất là ngon, không có dai như các bạn ha, mềm lắm, thơm ngon. Ăn nước chuối nè. Mở mặt trời các bạn ơi. Chú chát này các bạn. Ngon quá. Độ chua vừa đủ, ngọt cũng vừa đủ. Chua chua ngọt ngọt. Đậm đà. Cái bánh con tôm này nè các bạn. Họ cần phải bỏ vô dầu chiên nha các bạn. Mình bỏ vô trong cái microwave á, hâm lên khoảng 30 giây thôi là nó bung lên như thế này nè các bạn. Ăn vừa đỡ có dầu nha các bạn. Đỡ dầu rất là nhiều mà ăn cũng ngon lắm. Nếu mà mình ăn mà mình chiên bằng dầu thì nó béo béo hơn, còn cái này thì nó không có cái vị béo thôi, nhưng mà ăn bằng cũng dầu ok. Nó bung to ra rồi. Đúng rồi, nó bung to ra mà nó có vị dầu thì nó béo béo, nhưng mà mình thấy ăn như vậy cũng ok, mà mình đỡ được cái phần dầu đó các bạn vô trong cơ thể của mình, nó cũng tốt cho mình. Nói chung là các món gỏi thì mình thấy mình gỏi nào cũng ngon hết, không có gỏi nào mà dở hết, mỗi cái một vị. Nhưng mà cái vỏ gỏi thì nó dễ ăn, mình ăn là ai ăn cũng được mà ăn thấy nó cũng ngon nữa. Gỏi nào thì có cái vị của gỏi đó. Nhưng mà khi mà bà xã mình nói là làm cái bắp bò gọi bắp bò, mình kêu phải làm lâu lắm này kia, nhưng mà người ta kêu không có đâu, chỉ xào trong một xíu là bỏ ra là ăn liền à, mà nó mềm ngon lắm. Thì mình hôm nay mình làm thử và thấy nó nhanh thiệt, không có cần phải hầm cái gì hết. Có nhiều người cũng làm gọi này gọi kia bắp bò, người ta phải hầm nó nhừ ra giống như người ta ăn, giống như là ăn phở vậy đó, người ta mới trộn vô làm gọi. Nhưng mà thật ra không cần thiết, tại vì hầm như vậy thì nó đang hết chất rồi, mà nó cũng không có ăn được. Khi mà ăn miếng bò nó cũng không ngon đâu. Cái này là mình ăn á, cái thịt bò nó vẫn còn tươi, nó vẫn còn ngon lắm, không nó không có giống như là mình hầm nó nhừ ra rồi, rất là ngon, mềm, không có gai. Mình nhai trong miếng gân của nó rất sực sực đó. Mỗi một người có một cái sở thích riêng, thì mình thích ra ở nhà ăn cũng với con cái với vợ. Bấy nhiêu là mình thấy hạnh phúc rồi các bạn. Đi tới chỗ này chỗ kia chọn nhà thì cũng vậy, cũng có người thì thích đi tới chỗ này chỗ kia ăn chơi chỗ vui cuối tuần. Mình thì thích ra vườn trồng trọt, rồi nấu nướng ăn, rồi ra mình có cái hồ cá coi bên ngoài vườn nữa. Lâu sáng cứ sáng sáng mà mùa hè thì mình lại ra ngoài vườn mình ngắm cá, rồi tưới cây tưới cỏ, mình thấy cũng cái đó là cũng là một cái lý thú. Ăn cũng được đấy các bạn. Nếu mà ai mà làm tiền thì đó là nấu cho nấu delivery qua cho nha các bạn nha. Ai mà có tiền này sắp sửa Thanksgiving rồi nè, có làm tiền tầm tầm nhưng muốn món gọi này thì gọi nhắn tin cho bà xã mình nha, rồi bà xã mình làm xong gửi qua cho nha. Nói chung ăn được các bạn, ngon lắm.
làm thử với các bạn ơi. Ai mà thích nhậu làm món này lên thì thôi chứ uống mệt nghỉ luôn ạ. Này táo xanh này các bạn, ăn vô nó có thêm cái vị chua chua không? Giòn giòn chua chua. Nó giòn giòn chua chua ngon. Cái khế hôm nay mình mua nó hơi bị chín, không có cái vị chua. $2 một cái khế nhỏ xíu xíu à, mà không có cái khế tươi nữa. Cái khế này hôm nay mình mua nó bị chín rồi, nó chín mất tiêu rồi, cho nên là ăn không có được cái vị của nó, không có, nó không còn, không có cái vị chua của khế nữa. Nhưng mà có còn hơn không các bạn ơi? Cái hành phi này các bạn thơm à? Rất thơm lắm, tại vì mình ăn bữa nào mình làm bữa đó, bỏ chút chút công đây nhưng mà nó đáng lắm các bạn. Thơm ngon, thứ nhất là mình biết nó là 100% đó là hành, thứ hai nữa là mình đã hả, cái hành phi không là hành là gì à? Đâu có đâu em, nhiều người người ta mua bên Việt Nam mang qua á. Người ta mang từ Việt Nam qua mà hả, có nhiều cái người ta làm bằng hả mấy cái khoai tây này kia tùm lum á, thế trên tin tức nó nói nó làm bằng khoai tây rồi nó làm bằng nó bào ra nó trộn với lại nó với hành này kia vô nó phi nó làm giống như hành này. Mình thấy nó có mùi hành. Nó phi chung với hành á thì nó cái một cái dầu hành nó ra thì nó thấm vô thì nó có mùi thơm của hành thôi. Ăn y chang hành luôn. Nó trộn vô, có nghĩa là nó trộn vô thêm thôi chứ không phải là nó là một, nó làm hết cái hoàn toàn là cái đó. Với lại hay sợ hành đem từ Trung Quốc qua phải không? Có thơm. Ăn không ngừng luôn các bạn. Ăn vậy có đủ no không? Nhiều quá trời no. Bữa tối, bữa tối mình ăn nhiều không? Bữa anh nói anh khoai bữa tối cho các bạn xem á nha. Bữa tối của hai vợ chồng mình nè các bạn. Bữa tối của mình á, ăn cái gì nó nhẹ nhẹ thôi. Giả sử như mình ăn có nhiều khi mình ăn một miếng sandwich với lại trứng gà ốp la. Có khi thì mình ăn một đĩa rau sống với lại tôm áp chảo. Rồi có khi ăn oatmeal cháo. Tại vì hai vợ chồng mình nằm neo mà về đi làm nhiều khi về khuya đó. Về 8 giờ. Hôm nay chủ nhật được về sớm cho nên mới đãi cho ông xã món này đó chứ. Mình về tới nhà mà 8 giờ mình mà nấu nướng này kia mình ăn đó. Mình ăn xong cái bụng mình nó ách lắm. Mình ăn mà ăn no quá cái bụng mình nó sẽ đầy, nó ách lắm, mình khó ngủ lắm. Cái thứ hai nữa nó không tốt cho mình. Làm nó sẽ làm cái bụng mình nó bự á. Mình ăn mình không có hoạt động bự nữa hả? Không hoạt động á, mình mà ăn xong mình không có hoạt động nó khó lâu tiêu lắm, nó lâu tiêu lắm. Cho nên mình ăn buổi sáng hay buổi trưa nó no, mình đi làm mình đi tới đi lui á. Mình làm thì mình làm việc á thì nó sẽ tiêu mau. Nó tiêu hóa mau, còn bây giờ mình ăn xong cái là mình ngồi coi tivi hay là mình hả tắm rửa cái lên giường nằm thì hả nó đâu có tiêu hóa được đâu, nó vô trong cơ thể mình rất là nhiều. Nếu mà mình ăn mà giả sử những bữa nào mình đi ăn nhà hàng này kia về là coi như là hả cái bụng mình nó khó chịu, nó đầy, nó phải uống thuốc phải không? Không, cái gì còn mình cảm tưởng như nó không tiêu vậy. No rồi đó, xong bữa tối rồi các bạn. Rồi vợ chồng mình đã ăn xong bữa món gỏi bắp bò nha các bạn. Giờ bây giờ mình vợ chồng mình ăn thêm miếng trái cây tráng miệng nữa là coi như là xong bữa tối do ngày chủ nhật hôm nay. Và vợ chồng mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của vợ chồng mình Nhà Tôi Vlog. Vợ chồng mình chúc các bạn một buổi tối vui vẻ hay một buổi tối chủ nhật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha các bạn. Và ủng hộ kênh của mình bằng cách là subscribe, like và share nha các bạn nha. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Chào các bạn.